Vâng, mời chào các bạn. Hôm nay thì nhà vườn Lộc Minh Phúc đã bán rất nhiều cây. Và thực sự cái mùa hè năm nay quá sôi động, chưa một cái năm nào mà là sôi động như năm nay. Đến tất cả các nhà vườn lớn bé đều bán được cây. Không những nhà vườn lớn thì các nhà vườn nhỏ bé nhỏ lẻ trồng dân họ cũng bán rất rầm rộ. Và hôm nay đến nhà vườn Lộc Minh Phúc đây, một nhà vườn cũng tương đối cũng lâu lắm rồi, đợt này thì xuất quân bán rất mạnh. Và hôm nay điện cho bonsai đi vượng sang thì cũng thấy bảo bán được gần chục cây đấy, thấy bảo bán rất nhiều. Để sang hôm nay xem là thế nào. Đúng rồi, thấy cây nó sôi động quá, anh em xôn xao khắp nơi đi mua cây đây. Vườn này cái năm vừa rồi đầu tư khá là mạnh, đó là một cái quá trình đầu tư kinh khủng, và đến bây giờ thì cũng đã đến lúc thu hoạch rồi. Cho nên anh em cứ đầu tư, lúc đầu tư thì cứ bình tĩnh và yên tâm đi, rồi sẽ đến lúc họ sẽ mua ao ạt. Còn cái lúc đầu tư thì mãi không thấy tiền đâu mà cứ thấy mua vào. Chào Tuấn nhá. Vâng, chào anh. À ừ, quay sang đây thế nào, đứng đứng sang đây. Hôm nay báo cáo anh là em giao lưu với một ông anh ở dưới Nam Định hả? Nam Định, bộ 3 anh ạ. Bộ 3, cái sáng nay thấy bán được mấy cây rồi? Sáng nay thì em bán được 2 cây cho ông anh ở Việt Trì, 2 cây sinh quy. Sáng nay bán được 2 cây rồi? Với cả 2 cây kia cho ông anh nữa là Việt Trì, ngày nay bán được 7 cây nữa. Ngày nay bán 7 cây? Thế là tổng lụ viên ngày nay bán được đến hơn tỷ không? Cũng khoảng đấy anh ạ. Ok. Đấy, cái lúc đầu tư thì mãi không thấy đâu đúng không? Cứ thấy tiền đổ ra đi mua cây, đến lúc bây giờ thì bán rầm rộ đấy. Có lúc mãi không sao, có lúc ngày bán 7 cây đấy. Và nhiều khi nó anh em lột có đến hả? Ừ. Ông anh dưới Nam Định ông chốt rất nhanh, ông chỉ cần xem qua ảnh ông chốt luôn. À. Không cần phải xem. Quan trọng là cái giá nó hợp lý đúng không? Vâng. Ừ. Đấy, một ngày hôm nay bán 7 cây lại kiếm hơn tỷ. Cái lúc đầu tư thì tiền tỷ vào thì thấy cái đập chiếu trong vườn mãi không sao đúng không? Cứ bảo đợt này nó chòm, nhưng đến lúc đấy lúc nó rộ lên lại bán liên tục. Cũng như vườn anh Chí, ngày xưa anh vào 1.600 cây với một cái không gian vườn rộng 8.000 m2 mà lục ý trầm ngầm không bán được thì cũng hoang mang. Nhưng đến bây giờ thì một ngày anh bán, ngày nào anh cũng bán vài cây, một ngày anh bán cứ một vài tỷ là chuyện bình thường. Cái tiền nó cứ đổ về như sông như biển, không hãm được. À, đúng là cái thời thế. Còn lúc đầu tư thì ai cũng hoảng, thấy tiền khối lượng nó lớn quá, nhiều quá. Như vườn này cũng vậy, từ năm ngoái năm nay thấy đầu tư rất nhiều tiền và cũng chưa bán được mấy. Thế nhưng đến cái đợt giai đoạn này thì đến lúc đông một cái thì bán rất nhiều. Khi nó đã trôi vườn rồi thì cứ bán liên tục. Này, vườn này còn rất nhiều những cây xanh khủng. Những cây xanh này khả năng là hàng ủ mưu. Vừa rồi thấy bán toàn những cây nhỏ nhỏ với lại hàng tầm trung vừa vừa đúng không? Vâng. Hình như hàng như này giờ có ra luôn không? Hay là này phải ủ để dành? Chưa anh ạ. Ủ mưu đúng không? Ngày mai để lại những cây tướng vườn. Dạ. Con này nó cũng ở với vườn mấy năm rồi. Ngày mai ra là phải nhiều tiền đúng không? Một cái quả tiền tương đối lớn, ok được. Cái vườn này giờ ướp lại rất nhiều những cây khủng, những cây tướng. Đây là một trong những cây rất tiềm năng. Vừa rồi ký đá đang ủ bọc ni lông quấn chăn bông để cho ra rễ. Ngày mai đây là một trong những cây kinh khủng. Dưới nó có hai con tử. Họ ký với cái bệ đá này. Và vườn này vừa rồi lên rất nhiều đá. Toàn những cây to khủng. Ký đá hàng loạt. Rồi cứ thế thẳng lên.
Ổ dây dòng dài quá nó quấn dây. Lên đi. Đấy, vườn này còn nhiều cây khủng lắm. Đây là một cây xanh năm điền tán tầng rất già này. Vườn này rất nhiều cây quý đang bù mưu. Ui ôi, chỗ này già ghê hợp này. Quý vị xem. Mênh mông bát ngát. Vườn đoàn đầu tư toàn cây khủng. Cây bách niên nhâm thạch. Vừa rồi riêng làm một chuyến xe ô tô 100 triệu tiền đá về để kỳ đá cho khắp cái vườn này. Chuyến này là chuyến đá thứ 3 này. Riêng mua đá về để kỳ đá là mất tiền đá không là mất 200 triệu. Hai chuyến trước mỗi chuyến 50 triệu. Và chuyến thứ ba này là cho rất nhiều này, 100 triệu tiền đá về để ký. Cho lên đá hàng loạt, toàn những cái to khủng. Cái nào giờ cũng cho lên đá. Phải nói cái vườn này năm nay là đầu tư quá lớn. Nói riêng về đá và thợ làm đá đã đầu tư đến 500 triệu tiền làm đá này. Còn chưa kể đầu tư cây. Lúc đầu tư thì hoảng quá, bỏ ra rất nhiều tiền mua nhiều, nhưng rồi sẽ có đến lúc mà bán phải nói là liên tục. Đấy, như đến cái giai đoạn này này, một ngày này bán 7 cây rồi mãi không sao, đến lúc bùng cái anh em đến cứ hỏi mua liên tục. Rất là nhiều cây đẹp nhưng mới ký đá xong cứ đáng ướm ủ bọc ni lông vào thành là che không xem được. Tầm độ cuối năm cái này bóc ra thì sẽ thấy được hết, từ lét đá cho đến cây. Mùa này phát triển ký cây thì phát triển rất tốt, phần lá phát triển mạnh, bộ rễ phát triển mạnh. Mỗi tội nắng nóng phải che đậy cẩn thận, nhưng che được thì ngược lại rất tốt. Đừng ký mùa đông sau nó hỏng hết rễ quý vị ạ, mà nó không lên được cành. Phải chấp nhận ký mùa hè vất vả tí, thế nhưng sau phải chịu khó che đậy, che lưới đen rồi che thân, che chân bông, nhưng sau nó phát triển tốt lắm quý vị ạ. Đấy, như thế này mới cây đằng kia đây toàn tre chăn bông hết, đang đập cuốn hết. Tầm này quay thì nó sẽ không được đẹp lắm vì tre nhiều chăn bông. Cái này có cái rễ rất quái. Nếu chờ một chuyến hết 5 cây không? Một chuyến hết không? Thế phải tính toán đo làm sao để hết được 5 cây đi. Dồn nó lại. Bây giờ khả năng nếu mà phải nhổ mất một cây ra. Điện dưới đầu kia xem nào, bảo nhổ cây ra có được không? Trồng hai cái chậu lên. Có cây gạo như một con lòng. Cây gạo kinh khủng khiếp không quý vị? Tổng số ngày hôm nay bán được nhiêu chị em ơi? Ngày hôm nay bán được hơn tỷ cây rồi anh ạ. À, thế chúc mừng, xin chúc mừng nhé.
Ôi giời. Thế xe nếu một chuyến này có hết 5 cây không? Anh cố gắng xếp anh ạ, vì cái to anh chặt tí là cố gắng xếp. Đấy, chuyến này chở xa cho nên là đành cố ép lên nhỉ. Không biết liệu chở hết không đây. Một cái xe 5 tấn mà chở không biết có hết nổi 5 cây không. Cái cây mini này cũng đẹp. Trời đẹp ghê này. Vừa này giờ lớn bé thượng vàng hạ cám cái gì cũng có này. Bắt đầu đi vào loại đa dạng phong phú này, những cây nhiều tiền. Vài triệu đến vài chục triệu, vài tỷ cũng có, vừa này giờ phong phú không. Sôi động khí thế cái là anh em nó vui vẻ hẳn. Làng cây sôi động, anh em đầu tư khí thế. Cái lúc nó bỏ tiền ra nó thăng trầm. Nhưng đến lúc bán được thì là sẽ có cái niềm tin và tự tin hơn rất nhiều. Bonsai Đinh Vượng cũng xin được kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cuốn video tiếp theo.